Thiên Hà xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 3 tháng 7 năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Lai buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Washington đề nghị Nga trao đổi tù nhân lấy về hai công dân Mỹ. Tại châu Phi, Tổng thống Pháp lên án Nga là đế chế thực dân. Gửi nhiều sách góp ý xây dựng đảng, cựu viện trưởng CENA bị khởi tố theo điều 331. Con trai Nguyễn Thị Kim Tiến được sắp ghế giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thiên Hà. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là bản tin thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm thứ Tư ngày 27 tháng 7 cho biết Mỹ đã đưa ra một đề nghị với Nga nhằm đưa ngôi sao WBNA Britney Griner và tù nhân Paul Whelan về nước, theo AP. Ông Blinken cũng dự trụ nối lại đối thoại với phía Nga lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến Nga-Ukraine để thảo luận những vấn đề khác. Hồi tháng 2, Cô Greiner bị bắt ở phi trường Moscow với cáo buộc buôn ma túy và dự phiên tòa xét xử vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Dù ông Blinken không cung cấp thông tin chi tiết về đề nghị, một nguồn tin tiết lộ Mỹ đã đề nghị trao đổi ông Victor Booth, tay buôn vỏ khí và ma túy khét tiếng, để lấy về hai tù nhân. Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga sẽ chấp nhận hay không, song áp lực từ phía công chúng đang thúc đẩy chính quyền Biden nỗ lực đua đưa cô Cochrane và ông Whelan trở về quê hương. Hành động trên cho thấy tòa Bạch Ốc đang ngày càng cởi mở hơn về trao đổi các tù nhân bị giam ở nước ngoài, đặc biệt là sau sự việc hồi tháng 4. Lúc đó, Mỹ đã thành công đàm phán đòi thả trả tự do cho ông Trevor Reed, cựu lính thủy quân lục chiến và công khai loan báo thành công của nỗ lực đầu tiên, Tổng thống Joe Biden từng chấp thuận trao đổi tù nhân Reed sau cuộc gặp với cha mẹ ông này, cũng đã đồng ý với đề nghị mới đây. Tổng thống và các cố vấn của ông sẵn sàng thực hiện các biện pháp đặc biệt để đưa họ về nhà, theo ông John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc. Nếu cuộc điện đàm với ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nga, diễn ra, đây sẽ là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước kể từ ngày 15 tháng 2, khoảng một tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine. Bên cạnh vấn đề tù nhân, ông Blinken sẽ nêu kêu gọi Moscow tuân thủ thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc UN làm trung gian. Theo đó, Mỹ yêu cầu Nga để Ukraine xuất cản hàng ngàn tấn ngũ cốc từ các kho dự trữ và cảnh báo hậu quả Nga sẽ gánh chịu nếu cố chiếm đóng khu vực phía đông và nam Ukraine. Hôm 28 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kết thúc chuyến công du châu Phi 4 ngày với một trong những mục tiêu chủ yếu là để chống lại các ảnh hưởng của Nga tại châu lục này. Hôm 27 tháng 7, trong trận dừng tại Benin, ông Macron đã lên tiếng Nga là một trong những đế chế thực dân cuối cùng của hành tinh. Theo AFP, phát biểu trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Benin Patrice Talon tại Cotonou, Tổng thống Pháp lên án Nga đã hành xử như đế quốc thực dân khi xâm chiếm một quốc gia láng giềng để bảo vệ các lợi ích của mình. Tổng thống Macron cũng chỉ trích thái độ giả dối của nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Phi, đã không công khai thừa nhận là Nga tiến hành một cuộc xâm lăng tại Ukraine. Do các áp lực về ngoại giao, Tổng thống Cameroon cũng như nhiều lãnh đạo châu Phi khác đã không chính thức lên án cuộc xâm lăng Ukraine của Nga như đa số các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chuyến công du châu Phi của Tổng thống Macron diễn ra cùng lúc với chuyến đi châu Phi của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tại Cameroon và Benin, Tổng thống Emmanuel Macron đều đưa ra các phát biểu tố cáo kiểu chiến tranh tổng hợp mới mang tính toàn cầu mà chính quyền Moscow đang tiến hành. Với tính học năng lượng, thực phẩm đều trở thành các phương tiện quân sự để phục vụ cho cuộc xâm lăng tại Ukraine. Benin trả tự do cho 30 nhà đối lập theo AFP. Quốc gia Tây Phi Benin là nơi mà Tổng thống Macron thí điểm chính sách mới trong quan hệ giữa Pháp và Châu Phi với mục tiêu đối tác hai bên cùng thắng. Tổng thống Benin hoan nghênh việc quan hệ song phương thoát khỏi những trở lực của quá khứ. Sau chuyến công du Benin của ông Macron, chính quyền Benin chấp nhận trả tự do cho 30 nhà đối lập. Nhân dịp này, Pháp hoàn trả Benin 26 bảo vật hoàng gia Abomey, cố đô của vương quốc Adomi, miền nam Benin, từng bị quân đội thực dân chiếm đoạt năm 1892. Theo Reuters, nước Pháp cam kết cấp nhiều máy bay không người lái và vũ khí hiện đại cho Benin để giúp quốc gia này đối phó với các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan, đe dọa khu vực. Các hoạt động hợp tác về quân sự chống thanh chiến Hồi giáo của Pháp với Benin gắn chặt với nhóm 5 quốc gia Tây Phi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, trong khuôn khổ sáng kiến Accra, Initiative Accra, Khởi sự từ năm 2017, ông Macron cho biết sẵn sàng tham gia một cuộc họp của nhóm. Hôm nay, Tổng thống Pháp tới Kenya Bissau, chặng cuối trong chuyến công du châu Phi trước khi trở về Paris, tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út vào buổi tối. Kenya Bissau vừa đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Vừa rồi là bản tin thế giới và tin người Việt hải ngoại, sau đây là tin trong nước liên quan đến chính trị. Một trí thức 74 tuổi có nhiều kiến nghị xây dựng đảng Cộng sản là nạn nhân mới nhất của Điều 331. Hôm 27 tháng 7, Bộ Công an thông báo cho biết cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Đối với ông Nguyễn Sơn Lộ, tiến sĩ Nguyễn Sơn Lộ, có tên khác là Minh Đường, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển CNA, bị khám xét chỗ ở và nơi làm việc, bị cấm đi ra khỏi nơi cư trú và có quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, ông chưa bị bắt. Thông báo của Bộ Công an không đưa ra nguyên nhân vì sao ông Nguyễn Sơn Lộ bị khởi tố mà chỉ viết rằng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu tập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Khắc Mai từ Hà Nội vào cho biết, ông là bạn thân với ông Nguyễn Sơn Lộ từ mấy chục năm nay. Theo lời giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết thì ông Lộ từng tham gia cuộc chiến với Mỹ và lập nhiều công trạng. Tuy nhiên, khi trở về thì ông nghiên cứu và tiếp nhận kiến thức đồng thời có những tình cảm đáng quý về tình hình của đất nước về sự phát triển đời sống của nhân dân. Ông Nguyễn Khắc Mai nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau. Gần đây thì anh ấy thành lập cái viện Think Tank về nghiên cứu và phát triển văn hóa. Anh ấy khẳng định với chúng tôi là bây giờ vấn đề văn hóa trở thành một vấn đề rất lớn của thời đại và của dân tộc. Cho nên anh ấy muốn đóng góp vào lĩnh vực này và những hoạt động về văn hóa anh ấy cũng là một số đầu sách nghiên cứu để kiến nghị một cách chân thành với những người lãnh đạo của đất nước anh ấy thường cho in những tác phẩm ấy những kiến nghị ấy về lĩnh vực kinh tế đặc biệt là về văn hóa cho những người lãnh đạo của đất nước ban kiểm tra trung ương thì họ đã xuống làm việc với anh ấy và họ khẳng định rằng họ không cấm anh ấy phát biểu ý kiến kiến nghị nhưng mà họ chỉ đề nghị anh ấy đừng có phát tán rộng rãi theo đó ông nguyễn sơn lộ được khuyên không gửi các cuốn sách góp ý cho địa phương, các tỉnh thành, các bí thư tỉnh ủy hay các đại biểu quốc hội mà chỉ nên gửi trong nội bộ, ví dụ như ban tổ chức, ban kiểm tra trung ương đảng, ban tuyên giáo, ban bí thư, bộ chính trị. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, thuật lại thì ông Lộ đồng ý chỉ gửi góp ý của mình tới những nơi có trách nhiệm, tuy nhiên không hiểu lý do gì dẫn đến chuyện bị khởi tố một bài viết xuất bản từ đầu năm 2021 của Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn với tiêu đề Góp ý xây dựng đảng hay chống đảng, đề cập đến Viện Nghiên cứu CNA và cho rằng gửi thư ngõ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội 13 của đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận liệu xuyên tạc chống đảng nhà nước, nói là chống phá thì không đúng đâu, bởi vì anh ấy chỉ có cái tâm là xây dựng, muốn đóng góp, muốn sửa lỗi, muốn cải tiến, muốn cho cái đảng này, cái chính quyền này nó văn minh, văn hóa hơn, nó nhân văn hơn, nó thân dân hơn và nó tử tế hơn. Đấy là cái nguyện vọng mà tôi cho rằng 90 triệu, 100 triệu người dân cũng mong ước như thế, không ai muốn là lật đổ họ, chỉ muốn là họ tốt lên thôi. Bớt tham nhũng đi, nhân văn hơn, bước những hành xử vô đạo cướp đất của dân đi có cái gì thương lượng với dân cho thỏa đáng rồi thì đền bù giải quyết lợi ích của người dân cho nó tử tế thế thì đấy là mong ước của tất cả mọi người tôi cũng như vậy thôi ông nguyễn khắc mai nói Trước đó vào ngày 4 tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển CNA đã thực hiện các thủ tục giải thể do viện này vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động. Theo lời giáo sư sống ở Hà Nội thì đây là một tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp với nhà nước và tập hợp Toàn là những cán bộ cao cấp như các nhóm các ông Nguyễn Mạnh Cang đã từng làm phó ban tổ chức trung ương đảng. Một nhóm các nhân sĩ trí thức khác thỉnh thoảng cũng sinh hoạt ở đấy. Tin chính trị Ông Hoàng Quốc Cường, viện phó viện Pasteur Sài Gòn vừa được Bộ Y tế điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để bổ nhiệm chức vụ giám đốc sở y tế. Ông Cường được biết đến là con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng y tế. Báo Dinh vào hôm 28 tháng 7 mô tả ông Cường, 40 tuổi, thông thạo tiếng Anh và Pháp, học thạc sĩ tại Đại học Bordeaux 2 Pháp có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh, truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế, dự phòng, góp phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe người dân. Đáng lưu ý, bản tin của Jin nhắc chuyện bà Kim Tiến đã có nhiều cống hiến cho ngành ngành y tế Việt Nam và quốc tế nhưng không nhắc chi tiết bà này bị Bộ Chính trị cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương hồi trung tuần tháng 11 của năm ngoái. Trong khi đó, báo Một Thế Giới ghi nhận quyết định sắp ghế giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho ông Cường được bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Y tế ký vào hôm 27 tháng 7. Việc này cho thấy bà Lan vừa rời ghế bí thư Bắc Ninh về Bộ Y tế được hơn chục ngày thì đã ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế các địa phương, dù bà này thừa nhận điểm yếu của mình là không xuất phát từ ngành y trước lúc ông hoàng quốc cường về làm lãnh đạo sở y tế cần thơ là nơi có ông cao minh chu và bà bùi thị lệ phi hai đời giám đốc bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hồi năm ngoái theo báo vn express hồi tháng giêng ông chu và bà phi liên quan việc phê duyệt nguồn vốn đầu tư hai gói thầu mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện tim mạch cần thơ và bệnh viện nhi đồng cần thơ hai gói thầu này đều do sở y tế làm chủ đầu tư sai phạm của ông chu và bà phi bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân tin chính trị. Trong lúc đang bị tạm giam, chờ ngày ra tòa, hai ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam, bất ngờ được chiếu hình ảnh chân dung cỡ lớn trên sân khấu Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội 2022. Theo báo Vietnamnet vào hôm 28 tháng 7, hình ảnh của ông Ngọc Anh Thanh Long được dùng để minh họa cho tiết mục hợp sướng sau lời tuyên thệ của nhạc sĩ Lân Cường. Bài hợp sướng như một lời cảnh tỉnh cho tất cả các đảng viên không trừ một ai. Chính vì thế, việc đưa ảnh các nhân vật đang vướng vào lòng vòng lao lý để dẫn chứng về những đảng viên sa ngã, đồng thời sau đó phải lấy đấy làm gương. Ông Cường được dẫn lời. Ông Lân Cường giải thích, việc đưa hình ảnh hai ông Ngọc Anh và Thanh Long để làm dẫn chứng về những đảng viên sa ngã, đồng thời sau đó phải lấy đấy làm gương. Ông này cũng nói thêm rằng, những kẻ đã làm mất hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân thì phải bị lên án, bị nhận diện rõ ràng. Tuy vậy, dường như công luận không đánh giá cao ý đồ dàn dựng nghệ thuật của thạc sĩ Lân Cường. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng ông Cường chỉ dám bêu rếu hai ông Ngọc Anh, Thanh Long khi họ đã ngã ngựa để lấy điểm về các ca khúc mà ông này cho là sáng tác chống tham nhũng. Nhà báo Nguyễn Thông, cụ biên tập viên tờ báo thanh niên bình luận trên trang cá nhân đại hội văn nghệ gần chục chuyên ngành gần ngàn đại biểu tinh hoa rút cuộc vẫn chấp nhận để một ông nhạc sĩ ít tiếng tâm lên dàn dựng tiết mục ca ngợi đảng nịnh thối kèm theo những minh họa cực kỳ thô thiển tác dụng ngược không khác chi biểu dương những thằng tham nhũng lỗi ở ông ta kém tài háo danh thì ít mà ở những ông bà cai quản văn nghệ thủ đô mới là nặng Chi tiền cho những hội đoàn văn nghệ dạng này dân sót cả ruột. Phí lắm, phí lắm. Giải tán đi là tốt nhất. Hai ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cùng bị bắt vào hôm 7 tháng 6 do dính vụ bê bối kích xét nghiệm COVID-19 của ông công ty Việt Á. Sau đó, báo Dinh dẫn phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, rằng việc kỷ luật và bắt hai ủy viên trung ương nêu trên cho thấy công tác phòng chống tham nhũng rất kiên trì, nhân văn và có lý, có tình. Tình môi trường Tuy mới hoàn thành hồi năm 2021, nhưng hồ chứa nước xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải đã dư hư hỏng, gây ngập, chưa thể cung cấp nước sạch cho hàng ngàn gia đình trên đảo, theo báo VN Express hôm 27 tháng 7. Cách đất liền khoảng 30 km, Lại Sơn là xã đảo đông dân nhất, huyện đảo Kiên Hải với hơn 2.000 gia đình. Người dân trên đảo thường xuyên thiếu nước ngọt sử dụng nhất là vào 4 tháng mùa khô. Các gia đình phải mua nước sinh hoạt với giá là 50.000 đến 150.000 đồng một khối tùy theo khoảng cách vận chuyển để giải cơn khát cho người dân. Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đầu tư kinh phí là 72.3 tỷ đồng để xây hồ chứa nước sạch đã qua xử lý có dung tích hơn 80.000 m khối. Sự dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên công trình làm y ạch nên đến năm 2021 mới xong. Điều đáng nói là khi vừa chuyển giao cho đơn vị vận hành thì lại gặp nhiều trục trặc về địa chất, kỹ thuật, viện tích nước không bảo đảm. Ông Giang Văn Tài, chủ tịch xã Lại Sơn cho biết hệ thống của hồ bị vỡ, khiến nước tràn xuống khu dân cư giữa đêm khuya, làm nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại, trôi mất. Hồ chứa đã hai lần xảy ra hư hại cùng với mưa lớn đã gây ngập úng cho cả khu vực vào năm 2021 và lần gần nhất đây cả cách đây chừng một tháng, bị người dân phản ứng. Ủy ban xã Lại Sơn đã đề nghị cấp trên khắc phục bảo đảm an toàn cũng như sớm cấp nước cho người dân. Bởi vì nếu thời tiết khô hạn, nắng nóng oi bức kéo dài không xuất hiện. Không xuất hiện mưa trái mùa thì vấn đề thiếu nước sử dụng của cư dân trên đảo trở nên nghiêm trọng hơn. Chưa hết, ngoài việc cấp nước cho hàng ngàn gia đình, hồ chứa nước ở xã Lại Sơn còn phục vụ nước cho rất nhiều du khách đến đảo Hòn Sơn. Nói với báo Vietnam Express, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho biết hiện hồ nước đã được khắc phục trục trặc, hồ vẫn đang tích nước, song chưa biết chính xác thời gian khi nào cấp nước cho người dân. Trước mắt địa phương cần hoàn thiện thêm một hệ thống ống dẫn nước, kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Theo báo đầu tư, huyện Kiên Hải được ví như Vịnh Hạ Long thứ hai là huyện đảo của tỉnh Kiên Giang với dân số hơn 20.000 người, chủ yếu là sống bằng biển. Toàn huyện có diện tích đất khoảng 30 km vuông bao gồm 23 hòn đảo lớn nhỏ với 4 xã Nam Du, An Sơn, Lại Sơn, và Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện. Trong đó, quần đảo Nam Du có 21 hòn đảo bao quanh và được quy hoạch là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở biển Tây. Vì thế, việc thiếu nước ngọt ở đây không những ảnh hưởng bất lợi đến đời sống sinh hoạt của cư dân mà còn cản trở mục tiêu phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và kém thu hút du khách đến du lịch. hài xã hội chủ nghĩa. Thưa quý khán thính giả, trong một hài xã hội chủ nghĩa hôm nay, Thiên Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện hài xã hội chủ nghĩa có tựa đề Tội cãi với thằng ngu của tác giả Thanh Mai đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 17 tháng 4 2022. Mời quý vị cùng theo dõi. Hài xã hội chủ nghĩa, tội cãi với thằng ngu. Hơn 30 năm trước, ở bên nước Anh, có một vụ kiện có 102 Chuyện là có hai anh người về quốc tịch Anh, một anh theo đảng Cộng Hòa và một anh theo đảng Cộng sản. Hai anh cãi nhau gây gắt về xã hội chủ nghĩa. Anh theo đảng Cộng sản một mực khẳng định rằng xã hội chủ nghĩa rất tuyệt vời và là chân lý, là đích đến của loài người. Anh theo đảng Cộng Hòa thì nói ngược lại, anh ta cho rằng chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa quái thai. Nó kéo tục sự phát triển và nền văn minh ở bất cứ nơi đâu nó đi qua. Hai anh cãi nhau gây gắt quá dẫn đến chửi mới lẫn nhau và đưa nhau ra tòa. Quan tòa nước Anh nghe xong câu chuyện liền lệnh tha cho anh Cộng sản ra về. Còn theo anh Cộng Hòa thì tòa phạt 100 bản và buộc lao động công ích trong một tuần. Anh theo đảng Cộng Hòa nghe thấy phán quyết như vậy rất ấm ức. Anh hỏi tòa rằng nước Anh và cả châu Âu đều khinh ghét Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Anh ta nói đúng. Vậy tại sao lại phạt anh ta và tha bổng cho tên Cộng sản kia? tòa nghe anh thắc mắc xong liền trả lời bọn tao tao biết mày biết cả hành tinh này ai cũng biết chúng nó là thứ cặn bã chỉ còn số ít nước theo cái thứ chủ nghĩa quái thai ấy mà tự đầy ải dân tộc mình rồi sớm muộn thì cộng sản và chủ nghĩa xã hội cũng bị diệt vong khi dân trí lũ ấy cao lên vậy sao lại phạt tôi anh theo cộng hòa tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngắt lời tòa tòa đáp đã biết chúng nó ngu có cặn bã và chấp mê bất ngộ rồi mày còn đi cãi nhau với nó làm gì để mang bực vào mình rồi kiện cáo mua việc cho tòa án tội của mày là khôn nhưng gàn đáng phải phạt mày cứ kể cái ngu của nó rồi cuộc đời sẽ dạy cho nó bài học thật vậy đừng cãi nhau với thằng ngu nếu thích thì mang nó ra làm trò vui chứ đừng cãi nhau với bọn nó nhé các mẹ tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng Thiên Hà xin gửi đến quý vị phê phán của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 28 tháng 7 năm 2022 về nạn tham nhũng quyền lực trơ trẽn tại Việt Nam mời quý vị cùng chia sẻ nhố nhân xứ này càng ngày càng nhiều cái nhố nhân ngồi xổm lên quy định cai vụ bộ y tế điều động con trai bà kim tiến về cần thơ để giữ chức giám đốc sở y tế ấy rất nhốn nhăn bà tân bộ trưởng đào hồng lan mới nhậm chức tưởng làm được gì ra hồn ai à, dè ký cái quyết định điều động bổ nhiệm này xin thưa ngoài những tổ chức đơn vị cơ quan cấp sở đặc biệt ở tỉnh thành như công an quân đội kiểm sát tòa án do trung ương cấp bộ ngang bộ bổ nhiệm thì những người đứng đầu sở phải do hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thành ấy và đương nhiên cả cấp ủy địa phương giới thiệu đề cử thông qua cán bộ cỡ đó đặt lên ghế hoặc trút khỏi ghế là do địa phương định đoạt đâu có cái thói lấy quyền trung ương can thiệp vào địa phương như thế cứ đà này rồi bộ nào cũng dí người xuống nắm đầu cơ quan chuyên ngành của tỉnh thành lúc ấy lại trả loạn tôi nói là cần thơ họ hiền đấy chứ áp dụng vào hải phòng quê tôi thử xem đừng có đùa Và sau đây là nhận xét của nhà báo Mai Bá Kiếm chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 28 tháng 7 về những chỉ dấu cho thấy sự lạc điếu nhàm chán của ban tuyên giáo và các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ngành tuyên giáo mất khả năng tự điều chỉnh mình Tân Chủ tịch Hà Nội quyết định phủ loa phường ở khắp ngõ hẹp hang cùng rồi bà phó giám đốc sở 4T nói vuốt đuôi không thể thay thế hoa loa phường, tôi mới ngộ ra ngành tuyên giáo mất khả năng tự điều chỉnh mình. Quốc hội khóa 1 khai mạc kỳ họp đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 1946, tính đến nay đã 76 năm. Phương thức tiến hành các kỳ họp đã có rất nhiều thay đổi. Thí dụ, từ khóa 1 cho đến khóa 6, chủ tọa đoàn kỳ họp gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, nhưng đến khóa 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đề nghị chủ tọa đoàn kỳ họp chỉ gồm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. Đến khóa 7, Quốc hội chỉ cho phép báo chí trung ương Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân tham dự đưa tin chung chung và giống nhau. Đến kỳ họp 7, khóa 8, Quốc hội cho phép tất cả các báo tỉnh thành báo đoàn thể được đi dự quốc hội. Nhờ vậy, huy đức của tuổi trẻ và các phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh đã cạnh tranh nhau khi viết tường thuật các phiên họp quốc hội, dẫn lời các đại biểu nói những câu giật gân. Đến khóa chín, Quốc hội cho truyền hình trực tiếp buổi khai mạc, buổi bế mạc và các buổi chất vấn các thành viên chính phủ. Văn phòng Quốc hội thu băng buổi chất vấn và thuê sinh viên rã băng thành văn bản phát cho đại biểu và các báo chí để không đăng sai. Người dân quan tâm đến kỳ họp, hoàn toàn biết từng chi tiết của cuộc họp. Nhưng các tuyên truyền mỗi kỳ họp giống y chang vào hồi năm 1946. Trước kỳ họp, các đại biểu đi tiếp xúc cử tri, chỉ có cán bộ hưu trí làm cử tri. Báo chí phải đi theo tuần thuật. Sau kỳ họp, mấy tuần sau khi bế mạc, các đại biểu cũng đi tiếp xúc cử tri. Trưởng đoàn đại biểu báo cáo nội dung của kỳ họp bao gồm thông qua bao nhiêu luật gì quyết định các vấn đề lớn nào của đất nước giám sát được bao nhiêu cuộc những vấn đề cũ đích rồi trả lời thắc mắc của cử tri báo chí phải đi theo để tường thuật lại chuyện cũ mềm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cũng không thể thay thế như cái loa phường bệnh thiệt Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay Thiên Hà xin gửi đến quý vị châm biếm của Facebooker Thanh Mai đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 28 tháng 7 2022 về câu hỏi tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không vận dụng những đoàn thể ngoại vi đang sống bằng tiền thuế của người dân vào công việc tuyên truyền thay cho hệ thống loa phường, mời quý vị cùng chia sẻ. Sao không dùng họ làm loa phường? Theo em Hà Nội, chớ nên lắp loa phường mà thay vào đó cần sự tiếp sức thông tin từ đoàn thanh niên, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nhà văn nghệ sĩ. Theo em Hà Nội nên bố trí các hội nhóm ăn thuế dân kia chia nhau ra đứng cột điện. Mỗi cột điện 3-4 người thuộc các nhóm kể trên. Mọi người đội mũ cối diện áo cờ đỏ sao vàng đứng ôm cục điện và cung cấp thông tin mà Hà Nội cần truyền tải đoàn sẽ cung cấp thông tin giải trí và thời tiết hội phụ nữ sẽ cung cấp thông tin sinh đẻ nữ quyền làm đẹp và trẻ em hội nghệ thuật sẽ cung cấp thông tin về lĩnh vực của mình còn mặt trận cung cấp thông tin quyên góp dịch bệnh bão lũ vì áp dụng công nghệ ai nên mọi người cứ đứng im ở cục điện bà con tổ dân phố ai đi qua muốn nghe thông tin về lĩnh vực gì thì cấu mong người đó ví dụ các cụ hưu trí ở nhà đi chợ qua cột điện muốn nghe tin giải trí thì cấu mông đoàn viên đang đứng ở cột điện đoàn viên sẽ nói cho anh chị nghe muốn nghe tin bảo lũ thì cấu mặt trận cứ thế cứ thế muốn nghe lĩnh vực gì thì cấu mông người đứng cột điện và họ sẽ nói cho mà nghe một số trường hợp như ông bà già ốm yếu hay em nhỏ không thể thực hành thao tác cấu mông thì hà nội có thể bố trí que hoặc kim bà già em nhỏ muốn nghe thông tin từ loa cơm thì lấy que vụt vào đít mặt trận hay lấy kim chọc vào đít nghệ sĩ, thế là họ lại phát thanh thông tin ủy ban cần nói. Hơn nữa, hơn lúc nào hết, giờ phút này rất cần sự hy sinh của các hội nhóm ăn hại thuế dân. Phương án này rất hay. Thứ nhất, giải quyết tình trạng dối việc của mấy đám ăn thuế dân. Thứ hai là chiều theo ý hy sinh phục vụ tổ quốc của đám đó. Thứ ba là không tạo phát sinh thêm kinh phí thuế dân. Thứ tư là rất yên tĩnh và nhẹ nhàng. Thứ năm là nhân dân được cấu mông cũng thích. Việc này tạo niềm vui và cảm hứng cho toàn dân. Thứ sáu là gắn kết người Việt. Thứ bảy là để dễ dàng điều chuyển đám trên từ cột điện này sang cột điện khác. Từ khu vực ít cần thiết hơn sang khu vực nhiều cái mộn phát thanh hơn. Thứ tám là tạo dấu ấn riêng có 102 trên hành tinh Báo chí nước ngoài sẽ đăng tin ngạc nhiên và sẽ thu hút du lịch với 8 cái lợi kể trên tại sao Hà Nội không làm. Và sau đây là phê phán của tác giả Lê Anh đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 29 tháng 7, 2022. Những điều cấm kỵ sau vụ án tịnh thất bồng lai. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sau vụ án tịnh thất bồng lai, nhiều người mới biết một số việc như sau mặc dầu những điều dưới đây phật không cấm muốn mặc áo nâu thì phải có sự cho phép giáo hội phật giáo việt nam giáo hội quốc doanh không được đặt tên thích tùy tiện nếu không có sự cho phép của giáo hội phật giáo việt nam muốn tu tại gia thì phải xin phép muốn mặc áo nâu hay áo lam vào chùa cầu trời khẩn phật thì phải xin phép không được nói xấu sự thật các nhà sư quốc doanh do đảng nặng ra nếu vi phạm thì phải chịu hình phạt giống như những người của tỉnh thất bồng lai. Không được vận động tài chính để làm từ thiện nếu không có sự đồng ý của giáo hội quốc doanh. Không được xây tỉnh thất trên những mảnh đất vàng. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta mở đầu là trích đoạn bài bình luận có tựa đề. Con đường quan lại của tác giả Nguyễn Quân đăng trên trang blog RFA vào ngày 28 tháng 7, 2022. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Con đường quan lại Nhìn lại các vụ án tham nhũng lớn, ta thấy rõ một lựa chọn của con đường làm quan chức ngay từ lúc đang tại vị. Bọn chúng đã chuẩn bị đường lùi kỹ lưỡng bằng cách cho con cái đi học nước ngoài và âm thầm chuyển tài sản sang đó. Bọn trẻ con quan không cần học giỏi, cha mẹ chúng cũng không bao giờ bỏ tiền cho chúng du học tuyệt đại đa số chúng đi tây bằng tiền tài trợ của các doanh nghiệp không học được cũng chẳng hề gì miễn là chúng sang đó làm quen với đời sống ở bển rồi mua nhà mua đất lập công ty bỏ tiền đầu tư vào theo quy định của nước ngoài vài năm thì nghiễm nhiên thành công dân anh mỹ new zealand gì đó cha mẹ bên việt nam ra sức lao động thối cả móng tay chờ hạ cánh an toàn là bay luôn sang đoàn tụ với con cái. Lý do thiệt hợp tình hợp lý. Còn giả sử bị bắt thì đi tù vài năm. Nếu có nhiều phiếu bé ngoan như Chủ tịch Chung Hà Nội vừa rồi chẳng hạn thì lại được giảm tiếp án. Ở tù lại sướng hơn ở nhà. Với tài sản, nhân thân và mối quan hệ sẵn có trước đó, cộng với cả nỗi sợ nó khai mình ra của các đồng chí chưa bị lộ, khiến phải tìm cách o bế nhằm bệnh miệng thì các quan vẫn không phải chịu khổ sướng nhất là từ giờ an tâm không phải ngày đêm tính kế với ai nữa cũng chẳng sợ ai còn kính tính kế với mình vợ con càng yên tâm chẳng sợ con chân dài nào dụ dỗ tiền bạc chồng mình ăn ngon ngủ yên có người gác ngày đêm lao động chân tay ngoài trời nhiều lại được nhà nước nuôi miễn phí an toàn các món thiện lành chỉ vài tháng cái bụng phệ đặc trưng quan chức Việt Nam biến mất, cơ bắp cuồn cuộn, đỏ da thấm thịt, các căn bệnh huyết áp cao mỡ máu, mỡ gan thi nhau biến hết, rồi mỗi năm vài đợt giảm án, xét ân xá, tha tù. Kinh sử đầy một bụng, am hiểu thời cụ, hợp tác cao độ với quản giáo. Các anh luôn xếp đầu bảng trong các danh sách phạm nhân cải tạo tốt, nên chỉ vài ba năm thôi là các anh được tha tù trước thời hạn lại rũ bùng đứng dậy sáng loà, à kể ra thì cũng không sáng loà được nữa. Cái án đi tù vì tham nhũng sẽ chặn đường kế tục làm quan của con các anh. Sống trong nước thì trốn chui trốn nhủi, kéo ra đường thì dân chửi thẳng vào mặt, cũng chẳng thể lê la với đồng nghiệp cũ nữa, với các quan anh quan chị càng không. Cho dù trước kia có thân thiết, cái dù che, cái cán đến mức nào đi nữa thì một kẻ bị đúc lò vì tham nhũng cũng là cái mụn ghẻ rùi lở loét bốc mùi trong mắt người đời. Ai cũng bình mũi né xa vì sợ nó lây thối sang mình. Thế nên hầu như đoạn cuối con đường của các đồng chí đã bị lộ là bán xới đi thật xa và giấu mặt thật kỹ. Lên Hà Nội, vào Sài Gòn, ra nước ngoài, bên đấy không ai biết ai. Khéo nổ tí cộng với một bụng đầy thực tế chuyện vùng tối quan trường, có khi lại thành KOL trong cộng đồng người Việt lại khối người mắt tròn, mắt dẹt, ngưỡng mộ không chừng. Tính ra, đánh đổi vài năm tù. Vài lời nguyền rủa cùng lắm, bịt tai lại không nghe. Lấy một số tài sản khổng lồ mà mấy chục đời người lương thiện, làm lụng bạc mặt không kiếm ra nổi. Vẫn lời lắm, buôn bán cách gì cho lại. Đây có vẻ là một đường rút không tối ưu, nhưng chấp nhận được trong kế hoạch làm quan của nhiều vị. Làm quan ăn tiền, đi tù, tẩu tán thai sản, làm người tử tế, hưởng thụ, đem tiền cho sếp có đòi được chăng? Cụ Tổng tỏ vẻ rất lạc quan về tình hình chống tham nhũng, nhưng các ngành thực thi lại không có được tinh thần đó. Ví dụ trong vụ án Phan Sào Nam, theo hồ sơ vụ án Phan Sào Nam đã cho một người bạn quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại ngân hàng Bank of Singapore. Vậy nên, tòa án tuyên bố thu hồi số tiền này hợp lý. Tuy nhiên, khi cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam tiến hành xác minh từ phía bên cơ quan chức năng Singapore, thì khoản tiền 3,5 triệu USD đã không còn từ trước khi bản án có hiệu lực. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được số tiền này đã được chuyển đi đâu. Đáng nói đây không phải là vụ cá biệt Trước đó, có nhiều vụ dù cơ quan chức năng đã xác định rõ ràng và bị cáo đã khai nhận những khoản tiền phi pháp chiếm đoạt khổng lồ bị tẩu tán ra nước ngoài nhưng không thu hồi được. Điển hình như trong vụ Dương Chí Dũng, tổng số tài sản bị thất thoát là 6,7 triệu USD. Trong đó có 4,3 triệu USD chuyển cho công ty Global Success ở Nga. Tới nay, vẫn biệt tâm dù Việt Nam có văn bản đề nghị tương trợ tư pháp trích bài của tác giả Nguyễn Giang trên diễn đàn doanh nghiệp giới luật pháp chỉ ra việc không thu hồi được tài sản tham nhũng, ví dụ không tịch biên được tài sản của người tham nhũng là do hàng loạt quy định pháp luật vướng và thiếu. Nhưng trong tất cả các diễn văn chống tham nhũng của cụ tổng, điểm mấu chốt này chưa được xếp vào đúng vị trí của nó, cụ tổng và những giải pháp trích từ đạo đức kinh và nhấn mạnh hàng loạt biện pháp trích từ đạo đức kinh như giáo dục liêm chính, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, trọng liêm sĩ, giữ danh dự, biết xấu hổ, cơ mà có thực mới vượt được đạo, chỉ riêng vụ việc Á. Ít nhất mỗi người, giám đốc, phó giám đốc CDC hầu hết các tỉnh và thành phố có liên quan đều thừa nhận đã nhận hối lộ vài tỷ, tỷ đến vài chục tỷ đồng, chỉ trong tối đa là 2 năm. Trong khi đó, lương bác sĩ cao cấp hạng 1, bậc 6 chỉ là 11 triệu 920 đồng. Để lên tới bậc này, bác sĩ đó phải có học vị tiến sĩ khoa học hoặc chuyên môn chuyên khoa 2, tức phải học chuyên môn liên tục khoảng 12 năm, có ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc, có chứng chỉ tinh học, có công trình nghiên cứu, được đăng trong tạp chí khoa học với tư cách tác giả chính và làm việc thực tế hàng chục năm. 12 triệu đồng một tháng. Có xứng đáng với những gì họ đã đầu tư và công sức vẫn bỏ ra hàng ngày. Mùa dịch năm ngoái, rất nhiều bác sĩ đã phải tự bỏ tiền mua hoặc đi xin khẩu trang, quần áo phòng hộ để làm việc. Làm việc quần quật trong nguy hiểm, xa nhà, nhiễm bệnh để rồi mãi cả năm sau mới nhận được ít triệu đồng tiền bồi dưỡng. Nhưng chỉ một cú giật gật đầu với các doanh nghiệp để nâng giá thuốc, nâng giá thiết bị, kê đơn thuốc đắt tiền hay bào tay hơn là kê khống số bệnh nhân. Kê khống số vật tư, y tế sử dụng thì thu nhập hàng trăm triệu với cả tỷ tỷ chảy vào là dễ dàng. Biệt thự xe hơi, con cái đi học nước ngoài, tài khoản nứt vách sau khi nghỉ hưu, tương lai đó ai chẳng mong muốn. Là một bác sĩ trong sạch, cần mẫn, chuyên môn, giỏi nhưng không chức quyền thì ai đút tiền. Cơ hội đâu làm ăn, đến bao giờ mới đủ sống, nuôi con sợ bị bắt ư Nếu bị bắt dễ dàng như vậy Thì liệu có những vụ án tham nhũng Ngày một phần to Hình thành những đường dây tham nhũng Khiến cả một xe tải, tướng lĩnh Vài xe container, chủ tịch tỉnh, bí thư Bộ trưởng, thứ trưởng Nối đuôi nhau vào tù chỉ một so sánh đơn giản đủ thấy việc hô hào cùng danh dự và sự xấu hổ để chống tham nhũng cũng hiệu quả y như khuyên người ta hãy chuyên tâm ngồi thiền sẽ thấy cơ thể mát lạnh giữa trưa hè 40 độ vậy. Và sau đây Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài châm biếm có tựa đề Đừng gọi nó là bác của tiến sĩ Phạm Đình Bá đăng trên trang Việt Nam Thời báo ngày 29 tháng 7, 2022. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Đừng gọi nó là bác. Hãy lấy chuyện to rồi bẻ thành nhiều miếng nhỏ. Nó là sản phẩm của dòng yêu nước loay hoay tìm đường chống Pháp, cứu nước, rồi dần dần trở thành nô lệ cho những ủy ban đối ngoại của các đảng nước ngoài. Cả các ruộng đất mà nó thực hiện theo kiểu của chúng nó bên tàu những năm 1948 cho đến năm 1955 làm chết cả hàng vạn người và hàng vạn người khác tù đầy với gia đình tan tác. Cuộc chiến anh em tương tàn, mà nó chủ trương là lãnh đạo trong gần 20 năm từ năm 1955 cho đến năm 1975 tàn hại khoảng 2 cho đến 4 triệu dân ta. Phương pháp của nó là khủng bố. Nó giết hại tập thể dân ta ở Huế vào Tết Mậu Thân năm 1968 là để làm dân sợ. Phương pháp của nó là làm cho dân sợ chúng nó, bể gãy đi ý chí của dân để dân không dám chống chúng nó. Nó đã chết đi nhưng di hại của việc nó làm thì còn rất dài nó đã và đang tiếp tục hủy hoại thế hệ trẻ vừa qua sắp đến và nếu không có gì thay đổi sẽ hủy hoại những thế hệ tới có thế hệ cả trăm năm trong tương lai nói cho đơn giản nó là tội đồ lớn nhất của dân tộc tôi 12 tuổi ở Huế sống qua cái hải hùng của Tết Mậu Thân năm 1968 lần đầu tiên hiểu về tác hại của việc nó làm tôi trải qua những sợ hãi lớn lên trong chiến tranh ở miền Trung từ năm 1968 cho đến năm 1974. Nhất là chứng kiến dân di tản từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trong mùa hè đỏ lửa năm 1974. Tôi sống trong kinh hoàng khi chúng chiếm Sài Gòn năm 1975. Rồi những kinh hoàng kế tiếp mà chúng gieo rắc với mức độ vô cảm khôn cùng. Học tập cải tạo, hàng trăm ngàn người xua đẩy gần một triệu dân ra Biển Đông để lấy vàng làm giàu cho chúng xâm chiếm Campuchia, đánh nhau với đồng bọn của nó ở biên giới phía Bắc và cai trị đất nước thụt lùi và lạc hậu so với những nước xung quanh. Với chúng nó, không có hy vọng gì nhiều trong tương lai cho đại đa số người dân. Đất nước sẽ thụt lùi so với những nước trong vùng như Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Nếu chúng ta không đứng lên cho tương lai, ai sẽ đứng lên? Tôi vượt biên năm 1984 rồi đến định cư ở Gia Nã Đại vào năm 1984. 27 năm trên quê hương và 38 năm tha phương. Đời sống bây giờ có phần ổn định để suy ngẫm về những việc nó của chúng nó làm cũng như nghĩ về tương lai một cách khách quan của một người ngoại cuộc, nhưng lòng yêu nước thì không giảm chút nào. Tôi nghĩ về cách chúng nó làm, hệ quả của cách làm đó và cách chúng ta có thể làm để giảm đi những tác hại của việc chúng làm cũng như nói một cách thẳng thắn theo ý tôi lật đổ chúng đi ở đây tôi đi tập thể dục hàng ngày vào buổi sáng sớm với một nhóm bạn gồm 7 người địa phương câu chuyện hàng ngày là chửi rủa người lãnh đạo chính phủ và luôn tìm cách nào để lật đổ chính phủ của ông ấy có người thì bảo ông ấy không tồi có người thì bảo hắn rất tồi có người khi này khi khác đã kích việc hắn làm lãnh đạo và chủ trương lật đổ hắn đi là chuyện bình thường mỗi ngày của những người đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn năng động chúng tôi thường xuyên tìm cách làm cho hắn yếu đi qua thảo luận viết email đã kích đến văn phòng của hắn quyên góp tiền cho những nhóm đối lập với hắn làm việc cho những nhóm đối lập viết email chống đối hắn trong những chính sách mà hắn khởi xướng cũng như những cạnh tranh khác tất cả chúng tôi đều tin vào đổi thay để làm chính phủ làm việc tốt hơn nói cho đơn giản hoạt động lật đổ chính quyền là chuyện bình thường Tôi vẫn nhớ những nỗi lo sợ đối với sự tàn ác của chúng nó lúc tôi còn ở nhà. Phương pháp khủng bố của chúng nó có hiệu quả, không hiệu quả sao được khi chúng cam tâm giết hàng vạn, trăm ngàn triệu người để đạt kết quả chúng muốn. Bởi vậy tôi ngưỡng mộ những người bất đồng với chúng nó. Tôi nghĩ đến những dân oan đi khiếu kiện để chúng nó không tự tung tự tác trong việc tịch thu nhà dân. Tôi nghĩ đến những công dân đình công để chúng không thể chèn ép lương hàng tháng ăn chận phụ chi cho những bữa ăn trưa và tịch thu phụ trả tiền xăng cho công nhân đi làm. Tôi nghĩ đến những sinh viên khởi xướng nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam để bắt đầu những suy nghĩ và hành động độc lập với việc chúng làm. Tôi nghĩ đến những nhà giáo dạy theo sự thật trong vòng kiểm soát và sự giả dối của chúng. Tôi nghĩ đến những nhà báo theo đuổi và viết về những tác hại qua những chính sách bất công, tham nhũng và vô cảm của chúng. Khi nghĩ đến sự sợ hãi lúc còn bên nhà, tôi thán phục những tấm gương to lớn như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thùy, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Khanh, Lê Anh Hùng, Nguyễn Bắc Truyển, Đặng Đình Bách, Cấn Thị Theo, Huỳnh Đức Thanh Bình, Lê Trọng Hùng, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phan Kim Khánh, Hoàng Đức Bình, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Duy Hướng, Phạm Thanh Nghiên, Trần Thị Xuân và hàng trăm người khác mà tôi được biết theo kiểu hiểu đơn giản của tôi họ là những người có sợ suy nghĩ và trở nên không sợ chúng nó thì sợ họ tôi là người ngoài cuộc nhưng lo cho tương lai đất nước tôi sẽ không càm ràm gì nếu chúng quản trị đất nước tốt nhưng tôi ghê tởm khi nghĩ đến tiểu số chúng nó tham nhũng vơ vét của dân và của công lạc hậu trong suy nghĩ và trầm cảm triền miên trong hành động của chúng nó đại dịch vạch mặt sự tác hại của chúng và di sản của nó để lại cho quê hương. Chúng nó nói phép là chỉ cần 20 năm để nước ta bắt kịp nhịp sống của Nhật Bản trong 1975. Bây giờ là năm 2022, 47 năm sau. Theo Ngân hàng Thế giới, nếu chúng nó cứ tiếp tục cầm quyền, sẽ mất khoảng 30 năm để dân ta đạt được tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người hiện nay của Hàn Quốc. Không lật đổ chúng nó mới là chuyện bất bình thường. Tôi ở xa không hiểu biết, Dân ta có muốn đời sống bảo đảm với an sinh xã hội tốt không? Dân ta có muốn luật lệ bảo đảm tư hữu nhà cửa và đất đai không? Dân ta có bị quấy rầy thường xuyên bởi tham nhũng không? Dân ta có quyền lên tiếng khi chúng làm việc tồi tệ không? Giàu có đến từ phát triển, có được chia sẻ đồng đều cho mọi người không? Tôi xin nói với dân mình rằng, nếu người Việt tha phương, cầu thực có hết những quyền lợi ở trên nơi đất khách quê người, tại sao dân mình bị tước đoạt những quyền lợi ấy? Câu trả lời là rất đơn giản. Chúng nó là cội nguồn của đau thương mà nó là tội đồ của dân tộc. Thế thì phải làm gì? Phải làm gì mà không đi tù? Tôi xin đề nghị hãy lấy chuyện to rồi bẻ thành nhiều miếng nhỏ. Lật đổ chúng nó là chuyện to. Suy nghĩ chút đỉnh về chuyện ấy là việc khởi đầu rất nhỏ. Suy nghĩ thì chúng nó không truy tố mình được. Suy nghĩ để tạo nội lực. Tiên đề số 1 là nó là tội đồ của dân tộc. Tiên đề số 2 là lật đổ chúng nó là chuyện phải làm. Suy nghĩ để lật đổ chúng nó là tất yếu. Suy nghĩ đúng là luyện ý chí và tạo nội lực. Khi chúng nó muốn chúng ta sợ hãi để bẻ gãy ý chí đấu tranh trong chúng ta thì chúng ta cần rèn luyện nội lực để lật đổ chúng nó. Không có nội lực thì dù cơ hội có đến cũng không làm được gì Vụ việc bắt đầu bằng một bước rất nhỏ Đừng gọi nó là bác Con bà nó Tôi xin tạm dừng ở đây Và sẽ viết tiếp khi có dịp Những chủ suy nghĩ kế tiếp Cũng không to tác gì Phản động là chuyện bình thường Chạy đua tránh chúng nó đi anh em ơi q không, Trung Quốc không Bắc Hàn không, Việt Nam một Chúng nó là ba không Không độc lập, chẳng tự do, không hạnh phúc Lật đổ nhà nước là chuyện bình thường bọn ma giáo đang lộng hành ai là nhạc bất quần trong chúng nó cần chửi thề khi qua lăng nó nghiệp đoàn độc lập là dân giàu nước mạnh mày không được đụng nhà tao ba ngoại vụ đảng cướp bên tàu đây là một chuỗi suy nghĩ không mạch lạc nhưng xin hẹn bạn trong dịp tới để nói về những suy nghĩ này Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài bình luận có tựa đề Hồ chiếu mới, nỗ lực dạy cộng đồng quốc tế, quy chuẩn mới của nhà báo Trần Văn đăng trên trang blog VOA vào ngày 28 tháng 7. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Hộ chiếu mới, nỗ lực dạy cộng đồng quốc tế, quy chuẩn mới Đức không công nhận hộ chiếu của công dân Việt Nam theo mẫu mới, bìa màu xanh tím vì thiếu một nơi sinh khiến các cơ quan hữu trách của Đức không thể xác định và phân biệt các yếu tố nhân dân của đương sự. Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam vừa tuyên bố mẫu mới của hộ chiếu phổ thông được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn của quốc tế tuyên bố vừa kể nhằm đáp trả lưu ý của các cơ quan ngoại giao đại diện chính phủ đức tại việt nam đức không công nhận hộ chiếu của công dân việt nam theo mẫu mới bìa màu xanh tím vì thiếu một nơi sinh khiến các cơ quan hữu trách của đức không thể xác định và phân biệt các yếu tố nhân thân của đương sự có thể tóm được giải thích của đại sứ quán đức và lãnh sự đức tại việt nam như thế này Việc Việt Nam bỏ yếu tố nơi sinh thay bằng số định danh 12 chữ số khi các cơ quan ngoại giao đại diện chính phủ Đức tại Việt Nam phải tự tra một danh sách khoảng 7 trang khi xem xét hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Đức. Còn tại Đức, các cơ quan quản lý lĩnh vực di trú của quốc gia này không có danh sách liên quan đến số định danh vừa kể nên không thể tra cứu. Thậm chí, nếu có cũng sẽ không đủ người để tra cứu mỗi khi tiếp nhận giải quyết nhu cầu nhập cảnh hay di trú của riêng công dân Việt Nam những người sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới. Cứ như tuyên bố của đại diện Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an thì Đức không biết quy chuẩn quốc tế, hệ thống công quyền của Đức ở cả bên ngoài lẫn bên trong lãnh thổ Đức chưa tiếp cận được quy chuẩn quốc tế. Do vậy Việt Nam sẽ hạ cố trao đổi với phía Đức qua con đường ngoại giao. Trước nay nơi sinh hay place of birth luôn là một trong những yếu tố cấu thành dữ liệu giúp nhận diện cá nhân. Đó là lý do mà gần như quốc gia nào cũng muốn xác định một cá nhân sinh ở đâu và ghi chú rõ ràng nơi sinh của đương sự trên tất cả các loại giấy tờ tùy thân. Việt Nam cũng thế cho đến khi sáng tạo mẫu hộ chiếu mới. Mới đây, một thành viên của diễn đàn Tôi và Sứ Quán trên Facebook đã giới thiệu bốn mẫu hộ chiếu của sách Đức, Mỹ, Trung Quốc để chứng minh nơi sinh là yếu tố không thể thiếu trên hộ chiếu và kêu gọi mọi người ráng tìm xem ngoài Việt Nam có quốc gia nào áp dụng quy chuẩn mà Việt Nam khẳng định là quốc tế. Theo thói quen, thường thấy nơi nhiều viên chức hữu trách tại Việt Nam, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an cũng đem quy chuẩn quốc tế ra biện bạch mà không trưng dẫn quy chuẩn nó nằm ở đâu và quốc tế bao gồm mấy xứ. Trong đối nội, dùng quy chuẩn quốc tế có thể biện bạch có thể chỉ khiến dân chửi rồi thôi nhưng trong đối ngoại đem quy chuẩn quốc tế ra biện bạch như trường hợp này không chỉ dạy mà còn sức sược vì có khác gì chê thiên hạ còn mang nhi mẫu hộ chiếu mới sẽ gây nhiều phiền toái mới không chỉ từ phía đức nạn nhân đầu tiên là sẽ là những công nhân việt nam có nhu cầu xuất ngoại tái định cư ở ngoại quốc bộ công an và chính phủ từng hoan hỷ bố cáo mẫu hộ chiếu mới mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh việt nam ra thế giới thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa việt nam nhưng hộ chiếu không phải là thứ cứ giữ để dùng trong nhà chi phí nghiên cứu cải tiến in ấn mẫu hộ chiếu mới là bao nhiêu thiệt hại của công dân của doanh giới ví dụ của các doanh nghiệp chuyên tổ chức những tour du lịch ở ngoại quốc của nền kinh tế là bao nhiêu ai chịu chưa có thống kê nhưng chắc chắn là không nhỏ và theo quy chuẩn Việt Nam vẫn là dân gánh hết. Xưa giờ Bộ Công an vẫn thế, vẫn ba hoa để khoe chiến công, tìm thành tích nhằm giành quyền kiểm soát đủ thứ chứ không nhận trách nhiệm. Nếu còn lấn cấn, cảm thấy khó tin thì cứ đối chiếu những tuyên bố, những xưng tụng để về căn cước của công dân và thực trạng thực hiện cấp phát căn cước công dân như đã biết và đang thấy sẽ ra vấn đề. Thưa quý khán thính giả, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thiên Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Mơ ước bình thường của tác giả Hoàng Tá Thích do Facebook Thanh Hương chia sẻ trên trang Facebook những câu chuyện ý nghĩa thú vị vào ngày 28 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Mơ ước bình thường Cô bạn tôi bị té xe hồi chiều Ban đầu trông có vẻ bình thường Một lúc sau thì choáng váng. Khi được đưa vào bệnh viện chợ rẫy Thì bác sĩ cho biết là bị xuất huyết não Phải giải phẫu ngay tức khắc Giải phẫu xong cô được đưa vào nằm ở tầng thứ hai. Nghe nói đến tầng lầu này ở bệnh viện chợ rẫy Thì phần đông đều nghĩ đến những chuyện ít may mắn Có vào khó ra Lúc tôi bước vào căn phòng này Cái cảm giác đầu tiên là khó thở với hai dãy giường bệnh vừa được làm phẫu thuật xong hầu hết đều không được lành lặn bình thường và nằm bất động cô bạn của tôi là một trong những cái xác không hồn đó đầu cạo trọc trên người được đắp một chiếc áo bệnh viện màu xanh thân thể gần như lõa lồ và nếu không biết trước thì chắc chắn cũng khó nhận ra được đó là một người đàn bà giàu có xinh đẹp ở mỹ về xài tiền như nước tôi chỉ biết đứng yên nhìn cô ta và trong lòng hoang mang cảm khái cô vẫn mê man chưa biết sống chết như thế nào. Bác sĩ cho biết là có thể hôn mê trong nhiều ngày. Năm ngày sau thì cô tỉnh dậy, vậy là cô đã thoát chết. Mấy hôm sau thì cô được chồng đem về Mỹ. Hai tháng sau, tôi có việc qua Mỹ và ghé thăm cô tại nhà. Bây giờ thì tóc đã mọc lại khá dài, che hết phần sọ bị cưa. Nhan sắc đã được phục hồi, trở lại một người đàn bà duyên dáng hoạt bát. Cô kể lại cho những người nghe về chuyện tai nạn mà cô nói. Trước khi lên bàn mổ, mình nghĩ chỉ cần được sống là đủ và sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều gì. Hôm sau, tôi theo cô bạn đến phòng khám bệnh của một bác sĩ được giới thiệu để cô tái khám. Cô bạn bước vào phòng, tôi cười chào hỏi và để tập hồ sơ bệnh lý của cô lên bàn. Vì bác sĩ đọc qua hồ sơ và hỏi cô, thế bây giờ bệnh nhân bị mổ ở đầu đang ở đâu? Cô bạn có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó hiểu ra. Cô trả lời chính là tôi vì bác sĩ trợn mắt nhìn cô chỉ nói được một câu không thể tưởng tượng được nếu thế thì quả là một phép lạ sau khi khám lại vết thương hỏi cô nhiều điều bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường và bảo cô ký vào một giấy tờ gì đó cô cầm bút nhưng thay vì ký vào chỗ đã có đánh dấu sẵn thì cô ký lệch mấy phân vào phía dưới bác sĩ cười bảo đấy là điều duy nhất còn sót lại mà cô cần phải chữa và cho cô một cái hẹn khác cô bạn tôi ra về với những nét băn khoăn hiện trên mặt tôi an ủi và nhắc lại lời cô nói sau khi tỉnh dậy miễn là được sống mà thôi cô trả lời lúc đó thì nghĩ đến thế thật nhưng khi được sống rồi thì muốn những điều tốt hơn mình nghĩ con người chắc ai cũng thế đúng con người ai cũng thế nhưng cái mơ ước của cô bây giờ chỉ là mong nhận được một cái cô đã có từng trước và đã đánh mất Cô chỉ mong được ký đúng vào chỗ có đánh dấu không bị lệch ra ngoài do thần kinh không kiểm soát được mà thôi. Đấy là một tai nạn ngoại ý muốn đã làm cho cô bị một hậu quả nhỏ như thế. Nhưng cũng có những trường hợp mình tự ý quẳng một vật sở hữu của mình đi, cuối cùng lại ao ước được có nó lại như cũ. Ở đời có nhiều cái mơ ước rất bình thường. Bị một vết xước trên thân thể cũng đã làm mình khó chịu và chỉ mong lình lặng lại như cũ lúc sở hữu một cái tầm thường thì không quan tâm quý trọng, đến khi mất thì tiếc nuối và chỉ muốn được cái mình có từ trước. Nhiều cặp vợ chồng cũng mất hạnh phúc vì cứ nghĩ là mình phải được hơn như thế, vợ đòi hỏi chồng phải hơn thế và ngược lại cho đến khi tan vỡ. Ân hận thì đã quá muộn màng. Mơ ước cái mình chưa có cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu ước mơ không đạt được thì cũng không sao. Mơ ước được giàu sang phú quý, cũng không hình dung được giàu sang phú quý đến như thế nào. Một người con gái mơ ước có tiền để sửa sắc đẹp, chưa biết sẽ đẹp như thế nào và nếu không thực hiện được ước mơ thì cũng đành quên đi. Nhưng nếu một hôm cô ta bị gãy một chân thì mơ ước của cô ta chỉ là làm sao có được đôi chân lành lặng như cũ mà thôi. Tôi có một người bạn khác, một hôm phải vào bệnh viện và kết quả cho biết là anh ta bị sưng túi mật rất nghiêm trọng, phải giải phẫu gấp với an toàn tính mạng lúc tôi vào thăm anh ở bệnh viện thì được biết anh đã được an toàn và chỉ vài ngày sau đó có thể xuất viện về nhà anh nói với tôi có thế này mới biết được chúng ta luôn luôn đứng trên ngưỡng cổ của cái chết mà không biết có thế này mới thấy nên có một quan niệm về đời sống thực tế hơn anh nói thì thế nhưng khi lành bệnh trở lại làm việc một thời gian thì anh ta vẫn chẳng khác gì ngày xưa không có chút nào đổi thay ngài đạt lai lạc ma có một câu nói rất hay và đơn giản có nhiều người sống mà không nghĩ là mình sẽ chết, đến khi sắp chết mới chợt nhận ra là mình chưa sống. Nói là đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu sâu xa ý nghĩa của câu nói đó. Người ta không bao giờ mơ ước bình thường, nhưng hãy trân trọng và sống với cái mình đang có. tiết một cuộc sống của anh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần phát sóng trên Facebook và Youtube. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info tv Thiên Hạ cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai.